Thanh Tùng kính gửi lời chào tái ngộ đến quý khán giả của Net Việt TV. Chào mừng quý đến với tiết mục Hot News với Thanh Tùng. Hot News với Thanh Tùng vào ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng kể chuyện nhau nghe vấn đề liên quan đến việc chuẩn bị cho vaccine ngừa Covid-19. Trong khi Tổng thống Trump thì bảo rằng là vaccine ngừa Covid-19 sẽ được chích cho rộng rãi dân chúng Mỹ vào khoảng tháng 10. Thì ngược lại những người dưới quyền của Tổng thống, thí dụ thôi là CDC thì họ lại bảo rằng là phải sớm nhất là tháng 11 hoặc tháng 12. Nhưng số lượng rất ít và rồi nếu muốn chích ngừa cho toàn thể dân chúng Mỹ mà muốn chích cho đầy đủ thì thời điểm nó sẽ là giữa năm sau 2021. Tại sao có chuyện trống đánh xuôi và càng thổi ngược như thế này? Sự thật thì chừng nào chúng ta mới được chích ngừa COVID-19? Thanh Tùng sẽ mang đến quý vị phần thông tin chi tiết. Tuy nhiên trước hết, cho Thanh Tùng được giới thiệu với quý vị bảo trợ cho Hot News với Thanh Tùng vào giờ này. Xuân Vân Healthcare và Dược Thảo Toàn Chân, tòa lạc bên trong khu thương mại Paloma Plaza 3005 Silver Creek Road, San Jose, mở cửa phục vụ quý đồng hương từ 10 giờ sáng tới 5 giờ chiều 408 năm 9297. Trong thời gian này mua hai sản phẩm Menado sẽ được tặng 1 và mua 400 đồng sẽ được tặng cây son không phai 27 đồng. Paloma Cafe tòa lạc ngay mặt tiền khu thương xá Grand Century Mall, chuyên phục vụ các món ăn dân giả Việt Nam. 408-277-0922, văn phòng thuế vụ hàng lê chuyên khai thuế cá nhân, hùng hạp, thuế công ty, thuế thương mại và thuế nhân viên. 621 Tully Road, San Jose, phòng E125 kế bên Hồng Minh Travel. 408-279-5843, DN Karaoke tòa lạc bên trong khu thương mại Paloma Plaza luôn cập nhật các loại máy mới 408 223 2300 trang nhà dnkaraoke.com an khang mì da trong khu Việt Nam Thao mở cửa từ 9 giờ sáng đến 7 giờ tối đóng cửa thứ tư hàng tuần 408 217 9496 Tổng thống Trump cho biết là chính phủ liên bang sẽ bắt đầu phân phát vaccine ngừa COVID-19 sớm nhất là vào tháng 10 sắp tới. Như vậy đây là ước tính được mang cái tính là nó nó lạc quan hơn nhiều so với những ước tính trước đó từ các viên chức của chính phủ liên bang cũng như là các bác sĩ hay là các nhà chuyên môn về đại dịch. Thưa quý vị, Tổng thống Trump trong cuộc họp báo tại Tòa Bạch Ốc vào hôm thứ Tư đã lên tiếng xác nhận như sau. Chúng ta đã tiến rất gần tới vaccine. Và như quý vị biết, tôi nghĩ rằng, tôi, tôi nghĩ rằng là chúng ta đang tiến gần hơn những điều mà quý vị đã nghe những người khác nói, tổng thống cũng cho biết rằng là chúng tôi nghĩ chúng tôi có thể bắt đầu vào một thời điểm nào đó trong tháng 10. Đó là thời điểm sớm nhất, sớm nhất khi mà loại thuốc này nó được chấp nhận, khi nó được loan báo. Và tổng thống còn cho biết là rất có thể đó là thời điểm giữa tháng 10 hoặc có thể trễ hơn một chút xíu. Tổng thống cho biết là hiện bây giờ đó là chính phủ Hoa Kỳ đã chuẩn bị sẵn sản xuất ra các loại trang thiết bị cần thiết để các viên chức y tế họ có thể phân phối các loại vaccine ngừa COVID-19 ít nhất với khoảng 100 triệu liều vào trước cuối năm nay 2020. Lời bình luận của Tổng thống Trump đưa ra, từ quý vị, nó 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 khác với lời của các viên chức về đại dịch hay các viên chức về y tế. Họ e ngại rằng là tòa bạch ốc hiện đang áp lực cơ quan FDA là cơ quan quản trị về thực phẩm và dược phẩm Hoa Kỳ trong việc phải chấp thuận một loại vaccine nào đó càng sớm càng tốt trước khi các loại vaccine này được thử nghiệm một cách đầy đủ và hoàn chỉnh. Hiện bây giờ thì chưa có loại vaccine nào được chấp thuận cả và ít nhất là có 3 nhà sản xuất vaccine ngừa COVID-19. À, họ đang ráo riết chạy đua với thời gian và hy vọng là sẽ hoàn tất được vào trước cuối năm nay tiến sĩ Anthony Fauci là một trong những chuyên gia về bệnh truyền nhiễm hàng đầu của Hoa Kỳ. Ông đã từng lên tiếng cho biết rằng là điều này có thể hiểu được, nhưng không có vẻ gì là Hoa Kỳ sẽ có một loại vaccine hiệu quả và an toàn vào khoảng tháng 10. Theo có gì trước đó thì CDC là cơ quan kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Hoa Kỳ cũng đã phát thảo một kế hoạch mà dựa vào đó cho biết là sẽ mang vaccine ngừa COVID-19 đến cho toàn thể người dân Mỹ trên cả nước luôn. Theo kế hoạch này đó thì cơ quan CDC nói họ tiên đoán là thuốc ngừa vaccine COVID-19 ban đầu sẽ được cấp cho cái quyền sử dụng một cách khẩn cấp trước và rồi sau đó thì sẽ được chấp thuận một cách rộng rãi để cung cấp cho tất cả mọi người. Giám đốc của cơ quan CDC là bác sĩ Robert Redfield trong một cuộc trả lời điều trần với một tiểu ủy ban tại thượng viện hoa kỳ vào ngày hôm qua thứ tư thì ông cũng có lên tiếng cho biết rằng là khi mà vaccine mà được chấp thuận dù là được chấp thuận theo có dạng là sử dụng theo dạng khẩn cấp trước thì loại vaccine đó chắc chắn là nó sẽ có số lượng rất giới hạn chứ không có đủ và bởi vì số lượng rất giới hạn cho nên phải ưu tiên cho những người có nhu cầu cần thiết trước sau đó khi mà lượng vaccine nhiều hơn thì mới tính tới việc là phân phối cho tất cả mọi người dân Mỹ, những ai có nhu cầu. Thì khi được hỏi là khoảng bao lâu mới đủ thuốc ngừa vaccine cho tất cả mọi người dân Mỹ, thì ông giám đốc của cơ quan CDC, bác sĩ Robert Redfield khẳng định với các nhà lập pháp tại thượng diện rằng cần phải mất ít nhất từ 6 tháng cho tới 9 tháng mới sản xuất đủ số lượng vaccine cho tất cả mọi người dân Mỹ. Thì quý vị thấy đó là lời của ông giám đốc CDC. Trong khi trở ngược lại ở đầu bản tin quý vị có nghe Thanh Tùng vừa cập nhật với quý vị. Thì Tổng thống nói rằng không. Giữa tháng 10 sẽ có vaccine. Và vaccine đó là dành cho tất cả mọi người dân Mỹ. Không có hạn chế gì cả. Tất cả dân Mỹ sẽ được chích ngừa vaccine COVID-19 vào giữa tháng 10 hoặc có thể trễ hơn một chút. Thì quý vị thấy không? lời tuyên bố của Tổng thống Trump nó hoàn toàn mâu thuẫn với lời tuyên bố của bên CDC. CDC ra điều trần trước quốc hội thì báo rằng là không, sớm nhất chúng ta có vaccine COVID-19 phải là tháng 11 và tháng 12. Thậm chí tiến sĩ Anthony Fauci cũng cho biết không có cách gì mà Hoa Kỳ có vaccine an toàn và hiệu quả ở tháng 10 cả. Dạ rồi, ở tháng 11, tháng 12 nó chỉ là số lượng rất giới hạn vaccine mà thôi, nên mới ưu tiên cho những đối tượng cần thiết dân Mỹ mà muốn có đủ vaccine để chích ngừa COVID-19 thì sẽ phải đợi giữa năm tới 2021, tức là cuối của tam cá nguyệt thứ nhì và đầu tam cá nguyệt thứ ba của năm tới 2021. Chừng đó mới hy vọng có đủ vaccine chích ngừa cho tất cả những ai có nhu cầu và mới có thể mang đời sống của người dân trở lại với cái nhịp sống bình thường như trước kia. Thì đó là cái cách trả lời của bên CDC tổng thống không chấp nhận, tổng thống không chấp nhận. tổng thống ngày hôm qua khi trả lời cuộc họp báo tại bạch ốc, nếu quý vị có xem cuộc uh, uh, hỏi đáp giữa các ký giả với tổng thống trump, tổng thống trump có nói là những gì mà ông robert redfield bên cdc ra điều trần trước quốc hội là sai, đó là mistake, mistake. tổng thống nói tôi có nói chuyện với ông robert redfield, ông không hề đề cập tới cái vụ mà phải đợi tới năm sau dân Mỹ mới có vaccine. Ông không hề nói với tôi câu đó. Và tôi tin rằng ông Robert Redfield đã nhận được thông tin sai cho nên mới ra cung cấp thông tin sai cho thượng diện. Còn thông tin tôi nhận được mới là đúng. Và theo lời tổng thống, thông tin đúng của tổng thống đó chính là tháng 10 có vaccine. Và tất cả mọi người đều có chứ không riêng ưu tiên cho một đối tượng nào cả. Thưa quý vị, à, theo như à, lời của Tổng thống nói đó thì bây giờ nếu như vaccine mà được chấp thuận chỉ cần vaccine được chấp thuận thôi thì Tổng thống dùng cái chữ là immediately immediately các liều vaccine đó sẽ được cung cấp ngay cho dân chúng Mỹ ở tháng 10, giữa tháng 10 hoặc là cuối tháng 10 hoặc trễ lắm là tháng 11. Và Tổng thống cho biết tất cả mọi thứ đã sẵn sàng. À, cho tới giờ phút này thì bên CDC họ mới đưa ra một danh sách gồm có các đối tượng. Họ nói rằng là mục đích của CDC là muốn tất cả dân chúng Mỹ đều có vaccine. Nhưng có gì biết rồi, đâu có phải tất cả dân chúng Mỹ nào ta cũng muốn được chích ngừa vaccine COVID-19. Rất nhiều người vẫn còn nghi ngại. Cho tới giờ phút này có gì những cuộc thăm dò ý kiến mới nhất cho thấy rằng là chỉ có khoảng phần 42% dân chúng Mỹ họ nói rằng là họ sẵn sàng đi chích ngừa vaccine COVID-19 nếu vaccine có còn lại đó, một phần ba còn lại tỏ ra sự nghi ngại chờ người khác chích trước. Coi mấy người khác chích có cái gì không. Nếu mà ok, mọi người ok thì tôi mới chích. Khoảng gần một nửa còn lại của dân chúng bị họ nói họ sẽ không bao giờ đi chích ngừa Covid-19. Bởi vì họ sợ đưa cái con vi khuẩn Covid-19 này vào cơ thể. Thành ra quý vị thấy có 42% thôi. Trong khi các chuyên gia về y tế họ trông đợi ít nhất phải từ 60 đến 80% tổng số dân chúng Mỹ chịu chích ngừa COVID-19 thì mình mới tạo ra được tình trạng miễn nhiễm cộng đồng. Và chừng chừng đó đó thì mới hy vọng là mang cuộc sống bình thường trở lại được. Nhưng vấn đề ở chỗ là làm sao thuyết phục được dân chúng Mỹ họ chịu vén cái tay áo lên để đi chích ngừa. Quý vị biết chích ngừa COVID-19 không phải đơn giản như chích ngừa cúm bình thường. Chích ngừa cúm quý vị đi chích một lần cho một năm, cho một mùa là xong. Chích ngừa Covid-19, quý vị sẽ phải chích hai lần. Một liều như vậy phải chích hai lần. Lần thứ nhất chích xong khoảng một vài tuần sau, quý vị trở lại chích liều thứ nhì. Và khi chích có thể có một số các hiệu ứng phụ, có thể có một số cái phản ứng phụ trên cơ thể của mình. Thì phản ứng phụ đó nó giống như là mình bị bị nhiễm Covid-19 một hai ngày, sau đó mình sẽ trở lại bình thường. Nhưng điều đó không phải dễ thuyết phục và đó là lý do mà quý vị thấy bắt đầu từ tháng 10 sắp tới, tháng 11 sắp tới sẽ có một chiến dịch tuyên truyền của chính phủ liên bang kêu gọi dân chúng Mỹ hãy đi chích ngừa COVID-19. Tuy vậy đó là một số các thông tin liên quan đến vaccine ngừa COVID-19 thành tôi muốn chia sẻ với tất cả mọi người. Ít nhất ít nhất là mình biết chừng nào có vaccine và ít nhất quý vị sẽ cảm thấy an tâm ở thời điểm này có thêm thông tin gì về vaccine thanh tùng cập nhật ngay mang đến với quý khán giả quý vị nhớ đón xem thường xuyên tiết mục này hot news một chương trình hot news với thanh tùng thanh tùng sẽ trở lại với quý vị sau ít phút quảng cáo Thanh Tùng kính gửi lời chào tái ngộ đến quý khán giả của Net Việt TV. Chào mừng quý đến với tiết mục Hot News giới Thanh Tùng. Hot News giới Thanh Tùng vào giờ này những thông tin liên quan đến thất nghiệp, thất nghiệp và thất nghiệp. Tại vì thứ năm hàng tuần mà quý vị là có báo cáo về số người thất nghiệp trên toàn quốc cũng như báo cáo về số người thất nghiệp và hưởng trợ cấp ngay tại tiểu bang Cali. Tình hình hiện nay là tăng hay giảm ra sao? Cũng như kèm theo là một số các thông tin À, cung cấp thêm cho những quý vị nào đang hưởng trợ cấp thất nghiệp tại tiểu bang Cali để quý vị biết ha Tuy nhiên trước hết thì cho Thanh Tùng được à, giới thiệu với quý vị các bảo trợ cho chương trình Hot News với Thanh Tùng vào giờ này Đó là Angel Beauty tòa lạc bên trong khu thương xá Grand Century Mall đủ các sản phẩm về dược thảo và mỹ phẩm 408-417-8638 Thái kỳ trading gạo cây dù hoàng gia là loại gạo ngon nhất được chọn cho hoàng gia sử dụng Có bán ở các chợ á Châu 408-258-8088 Castro Valley Town Home là dự án nhiều căn hộ được phát triển theo đa chức năng 669 333 9999. Chuyên viên địa ốc và tài trợ công trần từ công ty B Pacific Realty xin nhắc quý đồng hương lại xuất hiện đang ở mức thấp chưa từng có, thích hợp để làm refinance với khoản vay 510.000 đồng, chương trình 30 năm fix no point no cost chỉ 2.625%. Đến 2.75%, 15 năm fix no cost chỉ 2.25%, đến 2.375%, 10 năm fix chỉ 2.25%, với nhà cho thuê lãi suất là 3.25%, đến 3.375% no point no cost, 092124. Thưa quý vị, số người bị thất nghiệp tại tiểu bang Cali giảm trong tuần lễ vừa qua so với tuần lễ trước đó. Tuy nhiên, cho đến giờ phút này kể từ khi đại dịch coronavirus hoành hành, thì cả tiểu bang Cali hiện đang có 8.600.000 triệu 600 ngàn người mất việc và đang cần được sự giúp đỡ của EDD, tức là hưởng trợ cấp thất nghiệp quý vì ước tính có 230.000 nhân công của tiểu bang Cali lần đầu tiên ghi danh để hưởng trợ cấp thất nghiệp cho tuần lễ kết thúc vào ngày 12 tháng 9 vừa qua. Thì rõ ràng là giảm 13.200 đơn so với tổng cộng 243.000 người đã ghi danh để hưởng trợ cấp thất nghiệp trong tuần lễ kết thúc vào ngày 5 tây tháng 9. Và mức sụt giảm này đã xảy ra nối tiếp theo sau 3 tuần lễ liên tiếp số người ghi danh hưởng trợ cấp thất nghiệp tăng tại tiểu bang Cali Còn trên toàn quốc thì số người thất nghiệp về ghi danh để hưởng trợ cấp cũng giảm luôn quý vị, giảm khoảng 33.000 đơn. Trong tuần lễ vừa qua thì tức là tuần lễ kết thúc vào ngày 12 tháng 9 thì trên toàn quốc con số người thất nghiệp về ghi danh để hưởng trợ cấp rớt xuống chỉ còn ở vào khoảng là 860.000 đơn mà thôi. Tức là giảm 33.000 đơn so với con số 893.000 người ghi danh để hưởng trợ cấp thất nghiệp lần đầu tiên cho tuần lễ kết thúc vào ngày 5 tây tháng 9. Tuy nhiên, nếu mà quý vị đem so sánh nè, con số người thất nghiệp của tiểu bang Cali chiếm bao nhiêu phần trăm con số người thất nghiệp trên toàn quốc thì mình mới thấy là con số nó kinh hoàng, con số kinh hoàng. Hiện bây giờ Cali không thôi, Cali không thôi chiếm 27% trong số những người thất nghiệp trên toàn nước Mỹ dẫu rằng thưa quý vị, dẫu rằng tiểu bang Cali chỉ chiếm có 11% tổng số nhân lực trên toàn quốc, tổng số nhân lực trên toàn quốc chỉ là 11% của Cali. Vậy mà thất nghiệp của Cali chiếm 27% trên toàn quốc. Thì qua đó, tiểu quý vị mới thấy rằng là đại dịch coronavirus nó đã ảnh hưởng ra sao đến tình hình công ăn việc làm của tiểu bang vàng là tiểu bang Cali. Bây giờ đã nói về thông tin con số thất nghiệp Thì chắc chắn phải nói về Trợ cấp thất nghiệp Nói về con số thất nghiệp mà không nói về trợ cấp thất nghiệp Thế nào cũng bị quý khán giả mắng Rảnh quá Kể từ tôi nghe con số thất nghiệp rần rần vậy đó Rồi không chỉ cho tụi tôi cách để hưởng trợ cấp thất nghiệp Là làm sao? Rảnh quá, thanh tùng rảnh quá Và dạ, em biết thế nào em cũng bị mắng Thành ra thôi để em chuẩn bị sẵn cho quý vị đây Thanh tùng nhớ là tuần trước thanh tùng đã có nhắc nhở với bà con mình rồi bây giờ là những thông tin dành riêng cho những ai đang hưởng trợ cấp thất nghiệp từ tiểu bang cali nha quý vị tại vì cali á, là nơi mà có đông đảo những bà con gốc việt có mình làm ăn sinh sống và thanh tùng cũng dân cali cho nên em sẽ ưu tiên là thông tin từ cali còn nếu có gì đang xem chương trình này qua youtube và có gì không phải là cư dân cali thì thanh tùng khuyên quý vị nên tìm hiểu thông tin về tiền trợ cấp thất nghiệp ngay trên trang edd tại tiểu bang của quý vị để có thông tin chính xác hơn còn bây giờ trở về với tiểu bang Cali Liên quan tới cái số tiền phụ trội cho trợ cấp thất nghiệp là 300 đồng một tuần Cho Thanh Tùng nhắc lại là dẫu rằng ở chính phủ liên bang Họ nói rằng là họ sẽ cung cấp 6 tuần mỗi tuần 300 Nhưng riêng tiểu bang Cali ngay trong thời điểm này Thì họ chỉ có thể chắc chắn với mình là 5 tuần thôi mỗi tuần 300 Và Cali cho biết rằng là Cali đang ghi danh chờ sự chấp thuận của chính phủ liên bang để mang về cho quý vị tuần lễ thứ sáu thêm một tuần nữa, 300 nữa nhưng đang ghi danh và chờ sự chấp thuận cho nên chắc chắn trước mắt là người thất nghiệp tại tiểu bang Cali nhận được 5 tuần lễ mỗi tuần 300 rồi mình yên tâm nhau những vụ đó rồi xin nhắc lại thông tin nó nó quá cũ rồi nhưng mà vẫn phải nhắc kẻo không thì quý vị quên tức <laughs> là điều kiện để quý vị được nhận 300 đồng một tuần, lần này của chính phủ liên bang chiếu theo uh, sắc lệnh hành pháp của tổng thống Trump, thứ nhất là quý vị phải có nhận đủ ít nhất là 100 đồng tiền trợ cấp thất nghiệp của tiểu bang Cali một tuần trong khoảng thời gian 3 tuần lễ, đó là thời gian từ tuần lễ 26 tháng 7 kéo dài cho tới 15 tháng 8, tức là trong 3 tuần lễ đó quý vị phải nhận ít nhất 100 đồng tiền trợ cấp thất nghiệp của tiểu bang Cali thì quý vị mới bây giờ quý vị mới được nhận 300 đồng một tuần cho tuần lễ đó. Vì lý do nào đó nãy thưa Tùng nói mình 3 tuần, đúng không? Thứ nhất là tuần lễ kết thúc vào ngày 1 tháng 8. Thứ nhì tuần lễ kết thúc vào ngày 8 tháng 8. Thứ ba tuần lễ kết thúc vào ngày 15 tháng 8 là 3 tuần đó quý vị sẽ được 300 đồng một tuần. Đây là đợt 1 nha quý vị, đợt 1 quý vị sẽ được 3 tuần trước. Sau đợt 1 này mấy tuần sau thì tiểu bang Cali thông qua cơ quan EDD mới gửi tiếp cho quý vị hai tuần còn lại. Thì mình thống nhất với nhau là sẽ chia làm hai đợt. Đợt 1 3 tuần lễ, mỗi tuần 300 là 900. Đợt 2 là hai tuần lễ, mỗi tuần 300 tổng cộng là 600. Bây giờ mình nói đợt 1 trước, tại đợt 2 chưa có thông tin gì hết. Đợt 1 như Thanh Tùng vừa nói quý vị phải đáp ứng đủ điều kiện. Thứ nhất là là có vị có nhận trợ cấp thất nghiệp của tiểu bang Cali ít nhất từ 100 đồng trở lên trong khoảng thời gian từ 26 tháng 7 cho đến 15 tháng 8. Trong 3 tuần đó, vì lý do nào đó, trong 3 tuần Thanh đồng dự kể, vì lý do nào đó, có một hoặc là hai tuần, có vị không nhận được trợ cấp thất nghiệp của tiểu bang. Lý do là có thể trong một một hoặc hai tuần đó, có vị đã đi làm. Thu nhập của vị cao, cho nên tiểu bang California cái tuần nào mà lương của vị cao thì đương nhiên người ta sẽ cắt cái tiền trợ cấp thất nghiệp của quý vị xuống. Thầy tụng nói thí dụ trong 3 tuần mà có 2 tuần, có 2 tuần, có hai tuần này nè, hai tuần này nè là quý vị thu nhập cao, cho nên quý vị bị cắt tiền trợ cấp thất nghiệp trong 2 tuần. Quý vị chỉ còn lại có 1 tuần được hưởng 100 đồng trở lên thôi thì nguyên tắc là quý vị chỉ nhận được 300 đồng một tuần cho tuần lễ còn lại hai cái tuần thu nhập cao quý vị hai cái tuần mà quý vị không nhận được trợ cấp thất nghiệp của tiểu bang cali hai tuần đó quý vị cũng sẽ bị xù cái tiền 300 đồng của liên bang nha mình hiểu nhau vậy ha rồi thêm là thanh tùng có nói ở đợt trước rồi bây giờ thanh tùng chỉ nhắc lại thôi nhắc lại thật là nhanh nha quý vị thì bây giờ những người nào mà đáp ứng đủ hai điều kiện thanh tùng vừa kể điều kiện thứ nhất 100 đồng trở lên một tuần của tiểu bang. Điều kiện thứ nhì là quý vị có nhận trong khoảng thời gian 3 tuần, tuần từ 26 tháng 7 cho đến 15 tháng 8 thì quý vị sẽ có hai trường hợp xảy ra cho quý vị. Trường hợp thứ nhất nó tùy thuộc vào việc quý vị certify cái cái hồ sơ thất nghiệp của quý vị. Nếu quý vị certify cho cái tuần lễ 1 tháng 8 cùng với 8 tháng 8 cùng một lúc thì quý vị sẽ nhận được 600 đồng trước và rồi quý vị sẽ nhận được 300 đồng cho tuần lễ 15 tháng 8 sau. Nếu vì lý do nào đó quý vị certify cho cái tuần lễ 1 tháng 8 kèm theo với cái tuần lễ 25 tháng 7 trước đó thì bây giờ quý vị chỉ nhận được 300 đồng trước thôi. Sau đó quý vị sẽ nhận được vài ngày sau, quý vị sẽ nhận được số tiền 600 đồng cho tuần lễ kết thúc vào ngày 8 tháng 8 và tuần lễ kết thúc vào ngày 15 tháng 8. Rồi, mình hiểu nhau vậy luôn ha. Những ai đó mà quý vị thấy nhận được 900 là bởi vì người ta certify cùng một lúc 3 tuần người ta mới được 900 đồng. Bây giờ cho tên tục được nhắc thật nhanh dành cho những quý vị đang hưởng Uh, chương trình uh, uh, PUA PUA là dành cho ai quý vị nhớ rồi đúng không thành mình không, không có không có thời giờ giải thích nữa UI là một diện PUA là một diện bây giờ ai ai là PUA lắng nghe dùng cho thanh tùng nha đây là giải thích của EDD bắt đầu từ thời điểm này trở đi những ai mà PUA quý vị sẽ phải trả lời thêm một câu hỏi nữa trong một số các câu hỏi lúc certify Ngày xưa lúc Certify nó chỉ có nhiêu đó Bây giờ có gì để ý dùm Thanh Tùng Mình sẽ có thêm một câu hỏi nữa cho PUA lúc quý vị Certify Câu hỏi đó là gì? Câu hỏi đó hỏi quý vị rằng là Quý vị có phải thất nghiệp hoặc bị cắt giờ làm vì ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 hay không? Nếu quý vị trả lời không Thì quý vị sẽ không nhận được sự trợ giúp của chính phủ liên bang Ok, chỉ những ai trả lời yes của cái câu hỏi phụ trội đó, quý vị mới nhận được tiền hỗ trợ của chính phủ liên bang. Đây là câu hỏi mới, câu hỏi kèm theo trong lúc certify. Mong quý khán giả, mong quý đồng hương của mình lưu ý, đừng bỏ quên câu hỏi này. Nha quý vị, quý vị bỏ quên một cái, quý vị không trả lời hay trả lời no một cái là mình mất tiền phụ trội của chính phủ liên bang. Please nha yeah. à, thưa tùng nhắc quý vị còn bắt đầu từ 15 tháng 9 thì một số quý vị đã nhận được thông báo của EDD để làm chi để quý vị certify lại verify lại rằng quý vị thất nghiệp tại vì đại dịch covid 19 có thể quý vị đã nhận được tax có thể quý vị đã nhận được email có thể quý vị đã nhận được mail đúng không? Hoặc cũng có thể có gì nhận được thông báo từ inbox của cái online account trên trang mạng EDD của vị nhớ truy cập vào để trả lời, nhớ verify để anh chị phải verify của vị mới nhận được 300 đồng một tuần của chính phủ liên bang. Rồi, xin nhắc nữa bắt đầu kể từ thời điểm này trở về sau, những ai mà nhận chi phiếu thất nghiệp những ai mà nhận chi phiếu trợ cấp thất nghiệp đó nó sẽ không gửi về chung với cái cái đơn certification nữa mà bây giờ nó sẽ gửi về riêng Quý vị sẽ nhận được cái giấy certification riêng Và cái chi phiếu trợ cấp thất nghiệp của, vị, của quý vị riêng Chứ không gửi chung như trước kia Nên mong quý vị lưu ý Kẻo không, dở ra không thấy chi phiếu La toán lên, đối tại sao mất chi phiếu à, Tại vì không có coi chương trình Hot News sẽ Thanh Tùng Thưa quý vị, Hot News Thanh Tùng có thể coi lại trên Youtube ở trang Hot News do Thanh Tùng dễ lắm. Bấm lên là có liền, nhớ bấm nút like sau khi xem xong chăm em xin cái subscribe để lần sau mình xem tiếp. Quý vị muốn bảo trợ tiết mục này trên TV phát hình toàn dùng Bay Area, gọi số điện thoại đang hiện trên màn hình đã có chương trình promotion dành cho quý vị. Chúc quý vị nhiều sức khỏe, chúng ta sẽ hẹn gặp nhau vào lần tới.